Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia cái dự án Mumpad. Đây là một cái dự án đang có một cái chương trình IROP là khoát khoảng 2 triệu MPAD và tương đương với khoảng 100.000 đô la. Tất cả những người tham gia đều có thể nhận được nhé các bạn nhé. Tùy theo là cái point của các bạn bao nhiêu thì các bạn sẽ nhận được bấy nhiêu. Đấy, cái này thì các bạn có thể login bằng Twitter hoặc là các bạn login bằng cái tài khoản mạng xã hội ở trên glam.io để các bạn tham gia cái dự án này. Dự án này thì vẫn sử dụng mạng Binance Smart Chain các bạn nhé. Mumpad là một cái dự án đang có một cái chương trình, sẽ chuẩn bị có một cái chương trình IDO ở trên Binance Smart Chain. Thì các bạn có thể join pool ở đây. Đây, các bạn có thể buy hả? Open in 5 day nhé. Nó bán 36 triệu MP, một BNB sẽ bằng 48.000 MP. Đây, cái thông tin của nó đây thì mọi người có thể đọc nhé. Start date là ngày 24. Đấy, mình thì làm free cho nên mình cũng không quan tâm lắm đến mấy cái này. Mình check qua cái dự án của nó thôi các bạn nhé. Đấy, ok, thì bây giờ mình sẽ làm nhé. Đầu tiên là các bạn sẽ dán cái địa chỉ BEP 20, địa chỉ BSC của mình vào nhé. Ai chả nói mà nó có muốn nắc cái gì ấy nhỉ. Mệt quá cơ, mệt quá cơ. Các bạn copy lấy ví này. Vào đây thì mọi người dán ví vào đây nhé. Các bạn ấn continue. Ở đây thì các bạn theo dõi Twitter Redwin lại pin the post hả? Đây. Lớp cho nó cài nhé. Mumpad token sale này. Flow luôn. Airdrop address ở đây nhé. Đây. Ok, các bạn ấn continue. Rồi tweet thì các bạn ấn vào đây để tweet. Tức là đăng một cái bài đăng mà nó có sẵn rồi thì mình chỉ cần đăng lên thôi nhé. Rồi, ok. Quay lại các bạn ấn vào ready này. Tôi đã đăng rồi. Cái này là giới thiệu bạn bè nhé. Còn cái này là các bạn join Telegram này. Ở đây thì nó theo dõi một cái này. Follow instruction call. Mọi người ấn join nhé. Tiếp tục một cái nữa này. Mọi người join hai cái group luôn nhé. Chắc là cũng là một thôi nhỉ. Đây, rồi. Xem là nó có yêu cầu mình điền cái hay không. Anh em bận cấm chút nhé. Ở đây muốn nước lòng anh. Rồi Telegram channel này. Put your username, ok. Các bạn dán cái username ở trên Telegram nhé. Đây, mọi người vào đây này. Ấn setting này. Copy lại này. Đấy. Các bạn ấn vào continue. Đấy. À, cái này mình train rồi mà nhỉ? Tại sao nó lại không ấy cho mình? Sorry. Các bạn ở lại một lần. F5 lại một cái xem thế nào nhé. Mẹ tao train rồi mà mày lại còn không bảo là tao không train nữa. Đây. Retry again later. Tôi các bạn ở lại sau nhé. Đấy, cái này thì là các bạn giới thiệu bạn bè này cùng tham gia. Các bạn kiếm được càng nhiều point càng tốt các bạn nhé. Đấy. Còn 16 đây nữa là kết thúc nè. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án này nhá. Link mình sẽ để ở bên dưới cho mọi người cùng tham gia nhé. Nó cũng chỉ đơn giản như thế thôi. Ở ví thì mình đã cho nó rồi. Mai sau này thì khi nào mà nó về lít sàn và có thể bán được hay không ấy thì mình sẽ lại đăng lên cái kênh Telegram của mình hoặc là kênh YouTube của mình để cho các bạn thông báo cho các bạn nhé.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án này. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.